Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và toàn thể các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại liên lạc của em là 0169616604. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2018. Thì nhà em về rất là nhiều loại mặt hàng lan rừng. Em xin được quay tổng quát qua cái loại mặt hàng lan rừng của nhà em hôm nay có. Và đặc biệt hôm nay nhà em có cái dòng cáo tuyển hoa phân nhánh cực kỳ là đẹp, đai châu rừng bắc trụ, những cây khủng rất đẹp. Thì sau đây em xin giới thiệu luôn chi tiết từng cái loại mặt hàng và giá của từng loại tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn nhé. Loại mặt hàng đầu tiên nhất em muốn giới thiệu đó là thạch hộc tía. Thạch hộc tía thì đang chi chít nụ như thế này, hàng đang rất là nhiều nụ, giá em bán là 600.000 một kg. Thạch hộc tía này thì cô chú anh chị có thể mua để vừa ngắm hoa và cũng là một cái vị thuốc quý ở trong nhà, mầm gốc lên cực kỳ là khỏe nhé. Giá nhắc lại một lần nữa là 600.000 một kg. Hàng rất là tươi đẹp. Mặt hàng tiếp theo là cẩm báo ạ. Cẩm báo cây cực kỳ là to, rất là đẹp luôn, lá không hề dập gãy luôn nhé, dân họ giữ rất là tốt này. Đấy. Giá là 250.000 một kg. Đây là toàn bộ cái lô hàng này, em chỉ có một ít này thôi, không nhiều lắm nhé. Đấy, lá không hề dập gãy, rất là tươi, đẹp như thế này. Hai trăm năm mươi nghìn một kg, rất là rẻ nhé. Còn bên này là hoàng thảo đùi gà, hàng đang hoa nhé. Đây là đùi gà tròn này, hàng rất là xanh đẹp và có nhiều mảng, nhiều dề nhé. Hoa của đùi gà đấy ạ, bông khuôn bông rất là to này, hoa rất là lâu tàn và hương cực kỳ là thơm, hoa chơi lâu tàn lắm luôn ạ. Đấy, cái bông hoa rất là đẹp nhé. Và cây thì sống rất là khỏe. Đây, một cành hoa mà rất là nhiều hoa này. Hàng rất là tươi và đẹp ạ. Đây là hàng đùi gà Cao Bằng của em ạ. Hàng Cao Bằng thì cái thời điểm bây giờ nó mới bắt đầu hoa, tại vì là cái khí hậu thời tiết ở đây thì khá là mát. Là bây giờ cây mới đang cho hoa đẹp như thế này, tươi như thế này ạ. Đây, hàng thì có những cái mảng, có những dề như thế này nhá, rất là đẹp luôn ạ. Cũng có những một số là cây cũng rời, tuy nhiên thì đa số là hàng về khá là đẹp. Phải nói cái lô hàng về cực kỳ là đẹp luôn nhé. Giá em bán là 220.000 một kg, hoàng thảo đùi gà. Còn chỗ này là em có một cái bó hương vani này, đang nụ như này. Giá em bán là 300.000 một kg nhé. 300.000 một kg ạ. Chỗ này chắc khoảng, hai bó này chắc khoảng được tầm 700-800 gram đây ạ. Bên này là kiều vàng ạ. Kiều vàng, hàng về cũng rất là đẹp, hàng đã được cắt tỉa nhé. Kiều cam, đây là kiều cam ạ. Kiều cam hàng đã được cắt tỉa và có những cái mảng, những dề như thế này nhé. Đây ạ, có những mảng dề như thế này, rất là đẹp, rất là dễ ghép luôn, cây cực kỳ là khỏe nhé. Với những cái mảng dề như thế này thì cô chú anh chị mang về chỉ ghép lên thì cực kỳ là dễ sống này. Đây ạ, cô chú anh chị cùng xem nhé. Đấy, và cũng đã được cắt tỉa các cái thân già khá là kỹ. Kiều cam thì hoa rất là đẹp. Giá em bán là 200.000 một kg kiều cam ạ. Cây rất là dễ sống và dễ thuần và hoa lại rất là đẹp nhé. Đây là lô kiều cam của nhà em ạ. Đây, hàng rất là đẹp này, xanh mướt luôn.
rất là nhiều thân, rất là nhiều thân tơ. Bên này là dáng hương đuôi cáo ạ, hàng về cực kỳ là nhiều luôn. Đây dáng hương đuôi cáo, hàng rất là tươi và đẹp. Loại cây to, xô cây to, giá là 180.000 một kg nhé. 180.000 một kg. Còn xô nhỏ thì sẽ là 150.000 một kg. Dáng hương đuôi cáo. Đây là bên này là xô to này. Hàng xô cây to. Còn bên này là hàng xô cây nhỏ ạ. Xô cây nhỏ hơn. Đây. Thì giá sẽ là 150.000 một kg. Cô chú anh chị lấy loại nào thì báo cho em ạ. Đây, cây đang mùa nụ nhá. Và đây em có huyết nhung vàng này. Huyết nhung vàng. Hàng chỉ có một số ở tỉnh thành phía Bắc. Hàng cực kỳ là ít ạ. Giá em bán là 180.000 một kg nhé. Không còn nhiều đâu ạ. Và cái bó, bó này là cái bó tóc tiên. Tóc tiên của vùng Cao Bằng đấy ạ. Cái bó này em bán là 20.000 này. Được một giò khá là to đấy chứ. Và bên này, bên này là em có hai Helen này. Hai Helen. Giá em bán là 200.000 một kg nhé. Một nửa kg cũng đã được rất là nhiều rồi. Hoa rất là xinh. Màu vàng. Cực kỳ là đẹp. Đây, còn bên này là hai mốc hai mốc hồng ạ. Hai mốc hồng cả toàn bộ cái chỗ này khá là nhiều, em bán là 50.000 nhé. Đấy, rất là nhiều luôn. 50.000 cho chỗ hai mốc hồng này. Và bên này là đai châu này. Cô chú anh chị cùng xem. Cây đai châu bản lá rất là to. Đây là lá mít luôn đấy ạ. Có những cây là lá mít luôn đấy ạ. Cô chú anh chị xem này. Lá to tròn như thế này. Lá mít luôn nhé. Giá em bán là 550.000 một kg. Cô chú anh chị cùng xem. Hàng cực kỳ là đẹp phải không ạ? Thì cũng có những cái cây mà có bị thối một chút này. Em đã cắt đi này. Dạ, cũng có những cây nó bị hỏng một chút lá nhé. Nhưng mà nói chung là cái hàng như thế này là quá là đẹp luôn này, này. Hàng lá xếp, lá mít luôn. 550.000 một kg. Đấy, cô chú anh chị cùng xem. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn đấy ạ. Đây, hàng này em nghĩ cái loại cây to này chắc chỉ khoảng tầm 3 cây 1 kg thôi. Đấy, rất là đẹp. Cây không bị bỏ lá gốc này. Lá từ chân trở lên này, cực kỳ là đẹp luôn này. Cũng có những cái cây nó nhỏ hơn một chút ở bên trong này này. Cô chú anh chị nào loại cây nhỏ này thì chắc là em đang bán hết rồi đấy ạ. Chỉ còn có hàng cây to thôi nhé. Đấy. Cô chú anh chị mà không được nào mà không được cái sở hữu cái chỗ chỗ đai châu này thì quá là cái điều đáng tiếc luôn. Rất là đẹp. Xếp rụt luôn. Lá mít. Ở bên này em có một số cái hàng cáo tuyển nhá. Hàng cáo tuyển ạ. Dề thứ nhất này. Xếp V rất là đẹp, cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ. Rất là nhiều ngọn, xếp V thẳng tắp rất là đẹp luôn. Xin ship như thế này. Dề này em bán là 850.000 nhá. Đây là dề thứ nhất, dề số 1. Để tìm được một cái dề mà toàn bộ đều xếp V thẳng tắp như thế này thì rất là hiếm nhá. Dạ, nhất là rất là nhiều ngọn mà tất cả đều là xếp V như thế này. Đang vòi hoa và có một số vòi hoa do vận chuyển thì cũng bị hỏng như này nhá. Đấy, toàn bộ là xếp V. Dề số 1 850.000. Được một giò lan. Dề lan cực kỳ tuyệt vời. Và riêng với hàng dề thì riêng với hàng dề ạ, thì nó gần như là khỏe bằng cái hàng thuần rồi đấy ạ.
7 8 đầu ngọn gì ấy. Em đếm nhưng em quên mất rồi ạ. Hình số 1 nhá. Tiếp theo là hình số 2. Hình số 2 thì có 5 cây con và 1 cây mẹ. Tuy nhiên thì cây mẹ dân chắc là bỏ bắp trên cây cao quá rơi xuống thì làm bị gãy ngọn như thế này. Còn 5 ngọn con như thế này ạ. Rất là đẹp phải không ạ? Hình này em bán là 500.000 nhá, hình số 2. Đấy, có 5 cây con đẹp như thế này và một cây mẹ. Thì cây mẹ này thì tuy bị gãy nhưng mà rồi nó cũng sẽ cho cây con nhanh thôi ạ. Cô chú anh chị thì yên tâm. Đây phần gốc của nó này. Vừa bóc rừng hàng chiều hôm qua nhé. Tiếp theo bên này là hình số 3 đây ạ. Hình số 3, một dề thế cực kỳ là đẹp. Cây mẹ có đến 5 vòi hoa thì ạ. Nhưng mà có mấy cái vòi hoa đang bị hỏng rồi đây này. À, hai cái vòi, à không, cái vòi hoa này hoa năm cũ à. Có 3 vòi hoa. Và các cây con thì cũng đang có vòi hoa như thế này. Và thế thì cực kỳ là đẹp nhé. Hình số 5 này. Nhìn cây rất là cổ kính, thế rất là đẹp. Hình số 3 em bán giá là, hình số 3 giá của cái dề này là 700.000 nhá. Hình số 3 là 700.000. Cô chú anh chị cùng quan sát lại thế một lần nữa. Thế của hình số 3. Đây, cây mẹ này. Rồi là bên này hai cây con này đang vòi nụ này. Rồi đây bên này có khá là nhiều cây con nữa. Rất là đẹp đúng không ạ? 700.000 rất là rẻ. Dề này cực kỳ là rẻ luôn. Tiếp theo là hình số 4 này. Hình số 4, một cây mẹ khủng. Năm ngoái hoa phân 3 nhánh này, rất là các nhánh phân đều rất là dài. Và nếu như mà cô chú anh chị nào mà cái sở hữu cái dề này mà có chăm được cái phân nhánh nữa thì rất là tuyệt vời nhá. Và đây là cây mẹ và một cây con này. Ngoài ra thì em còn có hai cây con này nữa này. Hai cây cho thêm vào đây nữa nhá. Toàn bộ hình này em bán là 400.000. Đấy, hình này là 400.000 cái hoa phân nhánh nhá. Bản lá to rất là đẹp luôn. Cái cây hoa phân nhánh này này. Ngoài ra thì có thêm hai cây này nữa này. Hình này là 400.000. Hình số 4 400.000. Hình số 5. Hình số 5 là hai dề ạ. Đây hai dề như thế này nhá. Và hình số 5 này em bán giá là 420.000 ạ. Để cô chú anh chị cùng xem, đang có vòi hoa nhá. Đây ạ, đang vòi hoa này. Bên này đang vòi hoa như này. Có hai dề như này ạ. 420.000, hai dề khá là to. Hình số 6. Anh An ơi. Hình số 6 này. Nè. Cái nhà không thay quần áo gì à, cẩn thận chưa? Hình số 6 này là 600.000. Cô chú anh chị cùng xem. Ừ lấy đi. 600.000. 600.000 đây có một ngọn này hoa phân nhánh này. Năm ngoái hoa phân nhánh, năm nay thì không biết nhá. Năm nay không biết này. Cái ngọn bên này ngọn bên này là một mẹ hai con. Hoa năm ngoái không biết là đây năm nay có hai vòi hoa cũng phân nhánh nhá. Đây này. Cả một mẹ hai con. Năm nay hai vòi hoa và vòi hoa cũng phân nhánh này. Đây. Và cái ngọn này cũng phân nhánh nốt này, có 3 ngọn phân nhánh liền cơ. Ngọn bên này cũng cực kỳ là đẹp, vòi hoa đang nhú lên rất là dài luôn. Hình này em bán là 600.000. Đấy, cây mướt đẹp như thế này. Hình 6, 600.000. Hình số 7. Hình số 7, 480.000 ạ. 480.000, có một cây mẹ, hai vòi hoa, à, có một cây này, cây mẹ con này, hai vòi hoa này. Rồi là có 3 cây xếp này. Ba cây xếp này, cái vòi hoa. Đây. Vòi hoa của cây này thì rất là tím này. Cây này thì bị gãy mất cái vòi hoa dưới này rồi này. Ba cây xếp bên này. Một cây mẹ con và
Cây này có 3 nhánh như thế này, đang hai vòi hoa như này nữa này. Đó, toàn bộ cái hình này em bán là hình số 7 là 480.000 ạ. Đây, hình số 7 đây. Hình số 8 này. Hình số 8 đây. 550.000. Có một ngọn này 4 vòi hoa, cực kỳ là đẹp. 4 vòi hoa. Đấy. Một cái cây mà có 4 vòi hoa như thế này thì rất là giá trị luôn nhé. 4 vòi hoa này. Rồi cây dưới này xếp này, cũng 2 vòi hoa rất là to luôn. Đấy. Cây số 2, cây xếp số 2 này. Rồi bên này là có một cây mẹ con, một mẹ hai con xếp thẳng tắp như thế này. Và cũng rất là nhiều hoa đây ạ. Đó. Rất là đẹp. Từng cây tuyển cực kỳ là đặc sắc luôn. Hình này em xin nhắc lại giá là 550.000. Những cây tuyển này đẹp đặc sắc như thế này thì cực kỳ là hiếm. Thì thân rất là to này. Đấy, cái bản lá tròn, bóng, đẹp, to như thế này. Hình số 9. Hình số 9 thì có 3 ngọn nhé. 3 ngọn này. 3 ngọn xếp. Mỗi một ngọn thì đều có 2 vòi hoa trở lên. Ngọn này thì có 2 vòi hoa, hoa 5 cũ phân nhánh. Tuy nhiên thì cái thân thì bị tước như thế này. Đang cái cây con nhà cái thân bị tước như thế này. Cây bên dưới này cũng 2 vòi hoa, 3 vòi hoa luôn này. Cây xếp dưới này 3 vòi hoa luôn nhé. Cây bên này cũng 2 vòi hoa này. 3 cây này, hình số 9. Em bán giá là 280.000 ạ. Hình 9, 280.000. Hình số 10 bên này. Hình số 10. Thì có những cái cây nó nhỏ hơn. Đây, một cây xếp V này. Cây dưới này cong cong nhưng mà đang có 2 vòi hoa rất là dài này. Rồi cụm khóm này có 3 ngọn này. Rồi dưới này có cây xếp V thẳng tắp nữa này. Một ngọn nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 này, 9 này, 10 ngọn. Cả ngọn to nhỏ nhá. Cái khóm này thì có em tính 2 cây nhá. Có liền cả một cái cây đùi gà bám vào cùng nhau nữa này. Dân họ bóc ra luôn như này này. Đấy. Hình này là hình số 10. Cây cực kỳ là khỏe. 250.000 ạ. Hình số 10, 250.000. Và ngoài ra thì em vẫn còn có các cái dòng trầm lai nhé. Trầm lai đang nụ. Đây là trầm hai giả, lai giả hạt. Thân to, mập ú ụ luôn. Mỗi một chậu là 300.000. Mặt hoa đẹp và thơm. To và rất là thơm. Khuôn bông đẹp tròn nhé. Rồi là trầm lai Palisi ạ. Cái cánh bay môi tuyết cực kỳ là đẹp. Hương rất là thơm. Cô chú anh chị cùng ngắm cái giò trầm lai Palisi này. Đấy. Khuôn bông phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Cánh cong bay đẹp. Môi tuyết này. Mắt nhung rất là đẹp luôn. Trầm lai Palisi giá là 180.000. Và các cái cây thì đang có mầm gốc rất là khỏe đẹp. Dạ. Cô chú anh chị mang về làm giống thì rất là chuẩn mùa. Đây, tất cả đều đang mầm gốc rất là đẹp như thế này nhá. Đây là các cái mặt hàng lan của nhà em hôm nay. Rất mong tất cả các cô chú anh chị sẽ ủng hộ cho em. Và em xin nhắc lại số điện thoại là 0169616404. Hôm nay em sẽ nhận đặt hàng từ thời điểm em đưa clip đến cái thời gian là 4 giờ chiều. Và sau đó thì em sẽ nghỉ đến 7 giờ. 7 giờ tối thì em sẽ bắt đầu nhận đơn tiếp. Tại vì cái thời gian từ 4 giờ, sau 4 giờ đến 7 giờ đổ lại. Cái khoảng thời gian đấy em có việc bận nên là sẽ không nghe được điện thoại. Nên là mong tất cả các cô chú, anh chị thông cảm cho em. Và gọi em nói thời gian mà em đã em vừa đưa clip đến cái thời điểm trước 4 giờ. Và tiếp tục em sẽ nhận đơn từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối ạ.
Xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn.